Ok anh em, thì hôm nay mình muốn các bạn sử dụng một cái mạng xã hội của Nga, đó là VK. Thì với mạng xã hội này chúng ta sẽ có rất nhiều thứ. Ở đây nó sẽ giống tương tự như Facebook thôi. Các bạn có thể download ở trên App Store cũng như là CH Play của Android. Nó giống hệt như Facebook thôi, các bạn nhìn thấy đây. Bọn Nga nó đang chia sẻ. Mình cũng có rất nhiều bạn bè ở bên Nga, như mà đợt đầu những cái năm năm trước ấy, mình có bốt là mình đã từng làm cái clip là mình có mấy thằng bạn ở bên Nga ấy, thì lúc đấy bắt đầu mình mới đẩy mạnh kiếm tiền ruble ấy. Thì ở đây hôm nay ấy, mình muốn, tại sao mình lại muốn các bạn cùng chơi VK với mình, bởi vì đối với những cái web min 1 đô ấy, thì khi đề link mình nhá, tôi đi duy các bạn tìm phát là ra ở góc này, chỗ phần tìm này đấy, cái phần tìm này đấy, đây đấy, nó nói chung là nó cũng có rất nhiều những cái hay ho ở đây, nên các bạn cũng nên có một cái này dễ thôi, nó đăng ký như ấy. Đây tôi đi duy thì ở đây ấy, thì mình sẽ có thể bốt được cái web min 1 đô này, running hôm ngày này, tu đây này, lúc mình bốt lúc 13h52 này đấy. Thì các bạn vào đây thì các bạn nếu chỉ follow mỗi mình, có nghĩa là kết bạn hoặc là follow mỗi mình thôi, thì các bạn sẽ có thể là xem được cái, nói chung là các bạn chỉ cần follow mỗi mình thôi thì các bạn có thể xem được luôn là khi mình bốt bốt một cái web min 1 đô lên thì các bạn có thể nhìn thấy được luôn. Nó ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy được luôn, cũng như là vì một số bạn ấy báo báo với mình ấy, đó chính là các bạn không nhận được mail của mình này. Nhưng thực ra mình gửi thì bây giờ nhiều khi mail nó không đến, nó là chuyện bình thường, thư người ta gửi còn không đến nữa là mail. Thì thêm nữa rằng là nếu như mà mình sử dụng Facebook ấy thì Facebook nó cũng sẽ không cho bot link như này, nên sử dụng con này nó rất là tiện vì nó có thể bot được link. Thêm nữa là với tài khoản VK các bạn có thể kiếm tiền miễn phí ở một số chỗ nữa cơ. VK này, đây các bạn có thể thấy là VK Pay, nó cũng có một cái hệ thống VK Pay thanh toán, nhưng mà cái VK Pay này thì nó không áp dụng ở Việt Nam. Thành thử ra là mình nghĩ nó cũng không có tác dụng lắm đâu, bởi vì nó mua VK Pay này, nó mua mấy cái đồ này, nó sử dụng đồng ruble này, các bạn có thể thêm đồng ruble vào đây để mua, nhưng mà nó nội tại ở ấy thôi, Biden này không. Nhưng mà thực ra nó vẫn có cách để cho các bạn kiếm tiền từ đây, nhưng mà mình nghĩ là cách đấy là nhỏ thôi, cái kiếm miễn phí viết các thứ cái đấy nhỏ. Thực ra đợt trước mình cũng đã từng giới thiệu cho các bạn rồi, có tài khoản VK thì các bạn cũng có thể kiếm được. Thì sau này anh em cứ lập tài khoản VK đi, sau đó thì vào tìm link Tony Duy đấy, tìm Tony Duy thì các bạn có thể tìm mình, hoặc là mình sẽ để link của mình ở đây. Cái Duy Nguyễn này thì nó ấy rồi, mình nhận bỏ mất nick này rồi, mình sử dụng cái nick Tony Duy thì cơ. Đây các bạn có thể xem tham dự mình, sau đó mình sẽ bốt lên, vì ở ngoài này nó còn có bạn bè quốc tế nữa cơ, chứ không phải chỉ riêng mình. Đấy các bạn ấy có thể là bốt lên đây, thì anh em sử dụng cái mạng xã hội VK này mình thấy là ok nhất. Thực ra mình vẫn gửi mail cho các bạn một cách bình thường, sau đó thì mình cũng gửi cũng bốt lên ở VK này, cũng bốt lên ở fanpage Facebook. Nhưng mặc dù là cái fanpage Facebook ấy nó sẽ bị chặn một số cái, chặn một số tính năng, đó chính là tính năng nói chung nói như nào nhỉ, nó sẽ bị chặn một số tính năng khi mà các bạn bốt cái link web lên ấy, mình sẽ không bốt được link web lên cho các bạn, thì thành thử ra các bạn cũng rất là khó. Thì các bạn sử dụng cái này nhé, sử dụng cái VK này nhé. Sau này mình cũng, các bạn cứ đăng đăng ký đi, sau này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, khi các bạn có tài khoản VK rồi thì sau này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm thế nào để sử dụng cái tài khoản VK này chúng ta có thể kiếm được tiền. Mà vì nó giống như kiểu là Facebook ấy, thì đăng nhập vào một số app của bọn Nga này, và đăng nhập vào một số web của bọn Nga, thì chúng ta có thể đăng nhập và đăng ký nhanh bằng cái tài khoản VK này đấy. Thế thấy là nó rất là tiện đấy, đâm ra là các bạn có thể sử dụng cái đăng VK này, vì VK này chúng ta còn còn có thể tham dự, nếu các bạn chơi lâu thì các bạn còn có thể là tham dự vào tất cả những cái web mà kiếm tiền online nữa. Đây này các bạn nhìn thấy này, đấy rất nhiều người đang kiếm tiền online ở đây, thì các bạn có thể tham dự vào đây, thì các bạn chơi lâu các bạn có thể tham dự nhé. Nó cũng giống như hệt Facebook thôi, nhưng mà nó kiếm kiếm có nhiều thằng nó bốt bài kiếm tiền ở trên này nhiều hơn là so với thằng Face, vì thằng Face nó bị hạn chế ở cái đoạn là bốt link ấy. Thật ra các bạn cứ download VK về đây. Ấy của nó là vk.com, cái trang web của nó là vk.com, còn app thì các bạn cứ lên mạng, lên CH Play và App Store các bạn đánh chữ VK, thế là xong. Thế là chúng ta có tài khoản VK, chat chiết nhiều thứ mọi thứ như Face thôi mà. Đây có chat chiết các thứ này, có thằng bạn nó gửi link này,
DVK gửi nhất đấy, thấy chưa, gửi đầu tư này đấy, nói chung là nhiều lắm. Anh em tham tham dự vào đây, chúng ta có thể tham dự vào đây với nhau, thì mình sẽ không sử dụng fake mà sử dụng cái này để mà bot đây như thế này để các bạn có thể nhìn bài mình luôn. Các bạn nhớ nhá, đối với Westmin 1 đô thì anh em nhớ nhìn cái ngày giờ nhá. Đấy, khi có phát là mình bot ngay, đâm ra các bạn nhớ nhìn ngày giờ nhá. Nếu chạy xa quá thì đừng dùng. Nói chung là chạy quan trọng là cái ngày giờ, mà Westmin 1 đô thì quan trọng nhất là ngày giờ. Đâm ra các bạn bị nhìn nó mà xa quá cái bài bot này, xa quá thì các bạn đừng có mà chơi cái đấy nữa nhá. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.